Ở ngoài có tới không? Anh yên tâm, nói có tin là lao ra như tên bắn ngay mà. Em chào anh. Ờ. Dạ, chào hai cán bộ. Sao? Thằng em có chuyện gì định kể với anh? Chuyện này em muốn nói chuyện với sếp của anh. Thì anh phải nghe chuyện gì đã, chứ không phải là cứ gặp lãnh đạo là được đâu. Tin về một băng đảo phun ma túy và giết người. Em có bằng chứng cụ thể không anh? Đâu? Em chỉ giao khi gặp lãnh đạo cao nhất của anh rồi. Thôi được rồi, rất hoan nghênh chú đã có ý thức cộng tác với công an. Bây giờ anh dẫn chú đi gặp sếp anh nhé. Dạ được. Nhưng em không vào cơ quan của anh đâu. Em muốn gặp bên ngoài. Thôi được rồi, chú ngồi đây chờ anh một lát. Chú em, chú bị người ta đánh nào? Để tôi kiểm tra xem nhé. Chú bị thương khá nặng đấy. Có khả năng là bị gan, bị lá lách. Có thể bị phù lề đấy. Sao anh biết? Tôi học võ 15 năm rồi, nên tôi biết. Gần đây tôi biết một võ sư rất là giỏi. Ai vậy? Võ sư Ngô Xuân. Các chú đi vào đây 5 km, hỏi võ sư Ngô Xuân, võ đường Nhất Lam, ai cũng biết. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Được rồi, sếp anh bảo cứ ngồi đây chờ một lát, sếp anh đang qua. Thôi các anh ngồi giải quyết công việc nhé, em đi đón khách. Tí nữa xong việc gọi em đón. Dạ em nghe. Dạ vâng. Đi, sếp anh đến rồi. Yeah.